kính thưa quý vị chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị và sau đây là phần 3 của cuộc phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi và tướng Lê Minh Đảo nhân chuyến viếng thăm vùng thủ đô Hoa Thành đốn của ông kính thưa ông khi mà chúng ta nói tới những cái đơn vị đặc biệt về bảo vệ lãnh thổ bảo vệ những cái vùng đất bảo vệ 7 quận 98 xã tại Mỹ Tho đó thì lúc đó cái hạ tầng cơ sở của chúng ta nó được ổn định như thế nào vậy thưa ông cái này đó chúng ta có một cái cái chương trình rất là khoa học và rất là đặc biệt chúng ta đặt ra một cái từ tất cả mọi tỉnh đều theo một cái điều căn bản là chúng ta có 11 mục tiêu và 98 công tác tôi còn nhớ như vậy nó cái phần đầu đó thiên. những cái mục tiêu đầu tiên đó là lo về vấn đề an ninh đó là xây dựng các cái lực lượng xã ấp của mình chúng ta bầu cử bầu cử xã ấp một, một cách rất dân chủ xã trưởng được bầu xã trưởng, trưởng bầu ốc đó bầu. trưởng ấp được bao bầu đầu đó đó chúng ta bầu cử đó để cho có cái sự dân cử dân nó tin tưởng nó làm vấn đề rồi khi mà lâm xuống xuôi rồi thì chính mấy ông đó lo vấn đề định phát triển đó ông chỉ huy nghĩa quân ở đó và địa phương quân có trong trong đó thì ông quân cũng coi để ông điều động theo yêu cầu của mấy, 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 mấy xã nghe nói tóm là chúng ta có một cái chính phủ dân cử và điều hành bởi những người dân ở tại miền đó đó là rồi chúng ta có một cái dân những cái chương trình người Mỹ lúc đó đó họ bỏ tiền rất nhiều họ xây dựng cho chúng ta những hạ tầng cơ sở như đường xá này cầu cống các nơi là xây dựng những nhà làng nè những cái nơi mà để cho họ hội họp chẳng hạn như cái đình mà hồi trước giờ nó quánh phá đó mà dân chúng ngộ lắm họ thấy cái đình mà mà xây dựng lại họ nói rồi ông ông thần trở lại rồi À, thì họ lại tin tưởng trong đó và họ tin tưởng vào cái chính phủ cái trung tâm lúa gạo Long Định nó ảnh hưởng ít nhiều về vấn đề Bình Định phát triển rất nhiều chớ đó rồi chưa hết rồi có dòng cái vấn đề phần cái này nói tóm là tất cả mọi thứ những cái đoàn CB của Mỹ đó những cái đoàn mà có ông, ông gọi là ông biển đó, họ đến họ giúp họ ở họ sống chung với lì là, làng những làng là là là, họ uống rượu nếp than rồi họ ngủ đêm đó rồi, rồi họ xây dựng đường xá đường làng cầu làng đường xá đủ thứ bây giờ đó, ở trong nước của mình nếu mà về miền miền Tây đó chúng ta vẫn thấy những công trình của những người Mỹ còn để lại ở chỗ đó chương trình người cày có ruộng cái lợi ích nó như thế nào vậy thưa ông cái chương trình người cày có ruộng đó nó rất quan trọng chúng ta đó hồi trước đời tổng thống Ngô Đình Diệm đó cũng đã mua bỏ tiền ra mua một số đất của những cái điền chủ lớn đó để chia cho cái người dân của mình đó để họ có họ làm chủ sở hữu chủ của ruộng đó để, để để, để 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 để, họ cài cấy họ họ làm mình tăng còn bây giờ chính phủ Mỹ tăng họ, họ, cho mình xíu đề để diện trợ tiền mình mua số lại một cái số đất còn lại nữa mua hết để cho mỗi ông chủ điền đó mà chỉ còn lại 15 mẫu gì đó tôi còn nhớ cái vấn đề và cái số tiền tạo cho họ những cái điều kiện để họ làm những cái xí nghiệp khác dùng cái đó để mà họ làm để để cho để họ không bị thiệt thoại mà cái số ruộng đó mình phân chia cho tất cả tá điền làm ở đó thành ra cái chương trình này nó thành công không thể tương từ đó là một cái chương trình cái cách chiến lược ừ. rồi ngoài ra đó có những cái chương trình mà chúng ta về vấn đề học trò tôi nói với nghe tôi nâng cấp hết tôi nâng cấp ví dụ chẳng hạn như ở các quận ở dưới mỹ tho đó từ trường trung học cấp 2 tôi nâng cấp 3. chẳng hạn như cây lậy là có trường tới cấp 3 đúc tài đó ở giáo đức thì từ lớp tới cái lớp năm tăng lên họ tới cấp hai đó rồi các nơi cả trường tàu sinh cũng cho luôn đó để 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 để, để cho cái phương nữ dục và một cái đại học gọi là cái đại học tiền giang hồi trước tới giờ mấy ông làm không nổi đó cái đại học tiền giang là tôi đứng ra tôi lo cái vấn đề đó với các nơi đó họ lập được cái đại học tiền giang lấy cái trường tiểu học dạy mấy lớp đầu tiên lần lần tăng tăng lên sau ông phạm văn hộ ông về ông coi đó đó là những cái mà chúng ta đã thành công trong cái vấn đề xây dựng vừa chiến đấu mà vừa xây dựng để để nói rằng nghĩa là cái đặc biệt của, của việt nam cộng hòa chúng ta là như vậy chúng ta nghĩa, vừa chiến đấu mà chúng ta lại vừa xây dựng cái đất nước phát triển trong cái thời kỳ mà 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 giặc giả như vậy làm cái điều không có nước nào có làm được đâu yeah. Đó thì được biết rằng là kính thưa chúng tôi được biết rồi vào những cái thời đó như vậy thì các trường à, trung học kỹ thuật giống như là kỹ thuật là nông lâm xuất đều được mở rộng ở tới các tỉnh ở, ở, ở miền nam đặc biệt đình tường là có một cái trường trung học nông xuất rất là lớn và ngoài ra thì trung tâm lúa gạo long định đóng cái giai trò then chốt trong vấn đề mà gây giống các lúa thần nông để mà cung cấp cho một những cái ảnh hưởng về phát triển nông nghiệp à, của toàn thể miền nam việt nam à, kính thưa ông à, bây giờ chúng ta cũng khoảng còn năm sáu phút nữa là nhưng mà ông có thể cho biết rằng là những trận đánh khốc liệt vào Mỹ Tho hay là Trương Thiện và Long An khi mà ông làm tỉnh trưởng thì những cái trận đánh nào đã kỷ niệm đã để lại trong những cái uh, ký ức mà ông nghĩ rằng ông có thể chia sẻ lại quý đồng hương. Cái um, cái Trương uh, Thiện đó. Cái 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 đặc biệt ở ở dưới Trương Thiện ha. Ở Trương Thiện thì có cái trận trước Tết Mậu Thân này, Thì uh, ở trận Thác Lác đó nó tập trung quân về để để nó đánh à uh, tất cả chung quanh các tỉnh nhưng mà cái lăng mà nó đánh gì, vấn đề chương thiện chúng tôi, tôi nắm hết thành ra chẳng hạn như nó nó đánh về chương thiện vô cái này này kia rồi các tỉnh khác thì đó những cái đó tôi báo động hết tất cả ở, ở quân đoàn 4 thì đó quân đoàn 4 có sự chuẩn bị biết rằng nó quánh nhưng mà tôi nói chắc nó quánh mấy cái tỉnh mà yếu thôi như chương thiện này kia chứ không ngờ nó quánh toàn bộ đồng tư hết cái kia cái vấn đề đó mà nhờ vậy chúng ta có quân thì đó lúc đó là trung sư sư đoàn 21 đó cảnh giác cái vấn đề sự sợ chương thiện đó để cho cái, nguyên cái trung đoàn 31 của anh anh Hưng đó, Lê Văn Hưng đó là anh đóng cái của tôi tại chỗ đó làm cái lực lượng từ bị để nếu trường thiện có gì đã thì chính nhờ cái trung đoàn này đó sau khi mà nó quấn sóc trăng nó quấn cần thơ đó các nơi bị kẹt quân đơn trọi đó thì tôi ở trong này tôi không bị cái vấn đề áp lực nó nữa tôi nói lấy quân tôi đi cho ông minh đó, để, 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 để mà giải dây các nơi ngoài thì ông Trung đoàn 31 đã dạy về Sóc Trăng, đã dạy về Cần Thơ và chính những cái chỗ đó là chúng chúng ta có cái chiến thắng của cái đại sư Đà Đó. Cái đó còn ở Định Tường đó thì đánh có sư đoàn 7 của anh Nam đó với chúng tôi chúng tôi hoạt động rất là song song với nhau và nó có cả cái sự đoàn 9 của quân đội Hoa Kỳ nữa thì là lúc cái, áp lực của tụi nó không có thể nào làm nổi. Mà trái lại đó thì cái công tác mà phản tình báo đó chúng tôi đã đem ra được chiêu dụ một cái tay gọi là bí thư tỉnh ủy nó cũng ngang như lại cái ông là tôi đó tôi ngang với ông, 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 tiểu khu trưởng đó không kêu à. nó ra chiêu hồi và nó đã chiêu hồi nó tên là mười tân đó rồi nó chiêu hồi xong xuôi rồi tôi đem nó ra được thì nó đến từ mấy cái kho của nó và giải tỏa rồi tất cả những cái cái gì cái kế hoạch của nó bánh là chúng tôi thành thành ra ở mỹ tho nó được có cái sự an ninh đó là những có thể nói là mình mình đã À, làm nếu mà ý thức cái bổn phận của mình đó, trong cái vấn đề mà à, à, bình định phát triển này kia đừng đặt cái những cái chuyện gì khác đó, nó làm phân tâm mình thì mình có thể giải quyết được dạ. ừ, giải quyết công việc được và ông suy nghĩ được như thế nào về cái ấp chiến lược mà ông Ngô Đình Diệm để lại và sau này cái chương trình bình định phát triển của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vậy thế không? Nó sợ lắm nó sợ lắm cái, cái, kế hoạch ấp chiến lược là một kế hoạch rất hữu hiệu của đời của tổng thống diệp mà khi ông dương nhân minh lên ông lại lại bị bỏ một cái chuyện rất sai lầm mà khi mỹ đi vào cái chiến đấu là những một một hai năm đầu đó một hai năm đầu đã sáu năm họ không để ý tới vấn đề bình định mới chết gì chứ nếu họ lo cái vấn đề mà cái bằng cái bằng sượt sen destroy nghĩa là cái bằng tìm về lùng địch rốt cuộc họ quên cái vấn đề lãnh thổ rồi nhưng mà sao ý thức được ông Comer đó ông lên đó ông bắt đầu có có ý thức ý niệm một chút xíu về sáu năm 1966 đó ừ. cho đến cái này khi mà ông William Con ông lên đó năm 1969 đó, thì mới đặt ra cái vấn đề bình định Lê Dưỡng rất sợ cái này Cộng sản rất sợ và nó chuyên môn nó đưa ra một cái lệnh của nó là luôn đánh phá Bình Định, đánh phá Bình Định. Chính cái kế hoạch Bình Định của chúng ta là kế hoạch chúng ta thành công. Chúng ta thắng ở chỗ cái đình công gần thắng nhưng mà đất nước chúng ta xui thôi gặp những trường hợp đấy yeah, xin được cảm ơn ông à, kính thưa quý à, vị vừa rồi là phần 3 của chương trình phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi và tướng lê minh đảo à, chúng tôi xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi vào phần 4.